một cái máy khoan hút lõi thì anh em chỉ cần dùng đúng một con nở sắt tái sử dụng thôi là anh em có thể bắt chặt được nó rồi. Đây là con nở sắt tái sử dụng anh em nhá. Nó chuyên dùng để bắt vào các cái máy khoan hút lõi để cố định nó lại. Anh em có thể khoan được rất là để cho nó ổn định. Và cái mũi khoan rút lõi này theo như thông số của nhà sản xuất thì nó sẽ khoan được tầm khoảng 100 lỗ một lần. Bây giờ chúng tôi sẽ test luôn cho anh em xem. Kết cấu của nó rất đơn giản thôi, gen của nó là gen xoáy, gen thô cho nên là anh em xoắn ra nó rất là nhanh. Để lắp được cái nở sắt tái sử dụng này thì anh em phải sử dụng một cái mũi khoan tầm khoảng 16 hoặc là 18mm. Chuẩn nhất thì là 17, nhưng mà 17 cỡ đó thì không có, 16 thì lại hơi chặt một chút thì anh em phải ngoáy nó ra, còn 18 thì lại hơi rộng một chút. Nhưng ở công trình này thì anh em đang sử dụng cái mũi khoan 16 anh em nhé. Bây giờ chúng tôi sẽ khoan thử luôn và lắp luôn vào cái máy khoan rút lõi cho anh em xem. Một cái máy khoan rút lõi thì anh em chỉ cần dùng đúng một con nở sắt tái sử dụng thôi là anh em có thể bắt chặt được nó rồi. Bây giờ anh em chỉ cần cho nồi sắt tái sử dụng vào, đập nó vào và vặn nó lại là được. Kỹ thuật đang cân bằng cái chân mũi khoan rút lõi để cho nó đạt được cái độ ổn định tốt nhất. Nếu như mà cái chân của nó không cân bằng thì nó sẽ bị rung máy khi máy hoạt động. Đây là con nở tái sử dụng anh em nhé. Đây là con nở tái sử dụng. Này. Khi mà khoan xong ấy thì anh em chỉ cần lấy cái búa đập nó vào thôi. Rồi. Đấy, cà lê đập từ trên xuống. Đấy. Anh em chỉ cần gõ nó vào thôi thì nó tụt xuống như thế. Sau đó là cậy nó lên là được. Đấy, rất dễ và anh em có thể sử dụng con này lại. Để lại một cái lỗ. Theo như thông số nhà sản xuất thì một con nở sắt tái sử dụng này nó sử dụng khoảng được 100 lần. Còn thực tế thì bọn tôi còn chưa được test bao giờ luôn. Chỉ nghe nói về huyền thoại 100 lần như thế thôi. Chưa phải đổi bao giờ á? Khoảng bao nhiêu mũi rồi? Em cho anh mượn con nở cũ của em cái được không Nam? Không, em rất nhiều. Đây con. Đầu tiên là do anh em không biết lấy, đục xung quanh để lấy lên. À, đục xung quanh. Đó, nhưng mà không phải. Mình chỉ cần đóng. Đây đúng rồi. Là cái này nó sẽ giảm tiếp xúc với mặt bê tông đi. Và mình sẽ rút ra rất dễ dàng. Em mua bao nhiêu con của bên anh rồi? Chắc khoảng tầm 5 con thì đấy. 5 con, nhưng mà trong 5 con này thì mấy tháng rồi chưa phải thay đúng không? 5 con này chắc là khả năng cao là em phải khoan được khoảng hơn 1.000 mũi rồi. 5 con hơn. Hơn 1.000 mũi. Hơn 1.000 mũi mà những cái mũi này, những cái mũi này là mũi hỏng đấy nhá. Hoặc cái này khoan được khoảng độ tầm 20-30 lỗ là bọn nó đục hỏng hết. Đục. Tháo một cái đục. Chưa dùng hết 5 con.